Ban biên tập xin được gửi lời chào và cảm ơn tới quý khán thính giả đã luôn quan tâm đồng hành cùng kênh Tin Mới. Kính chúc quý vị sẽ luôn có những giây phút thật bổ ích khi xem video. Quý vị đừng quên ấn like, đăng ký kênh để luôn là người cập nhật những thông tin mới nhất, chính xác nhất từ kênh của chúng tôi. Và bây giờ hãy cùng chúng tôi đến với những tin mới nhất trong ngày. Theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết của Trung Quốc cho biết, đến nay các tỉnh nằm tại ven sông Dương Tử đang phải hứng chịu các trận mưa dữ dội, khiến các con sông tại khu vực hạ lưu của con đập Tam Hiệp bị ảnh hưởng nghiêm trọng và gánh chịu thiệt hại to lớn. Nước lũ đã nhấn chìm nhiều nhà cửa của người dân và cướp đi hàng trăm hecta hoa màu, số tài sản của người dân nằm ngổn ngang dưới dòng lũ. Trận lũ không chỉ gây tổn hại kinh tế mà còn khiến cho tinh thần người dân vùng này trở nên hoang mang. Theo Reuters đưa tin, sáng nay một trận lũ lụt nghiêm trọng xảy ra tại thị trấn Hán Trung, tỉnh Thiểm Tây, miền Trung Trung Quốc đã hứng chịu trận lũ lụt hết sức tồi tệ trong nhiều thập kỷ qua tại tỉnh này. Sau một trận mưa dông kéo dài 5 ngày liên tiếp đã nhấn chìm toàn bộ nhà cửa, đường xá trong thành phố, khiến người dân trong thị trấn còng mình chạy lũ để bảo toàn tính mạng. Giờ đây, lũ lụt tại Trung Quốc thường xuyên đến nỗi người dân không còn xa lạ gì và họ luôn trong tình thế sống chung với lũ bất cứ lúc nào. Dòng nước lũ ngày một xối xả, dữ tợn, cuốn trôi nhiều ô tô và nhà cửa của người dân. Nhóm phóng viên của chúng tôi có mặt tại hiện trường ghi lại hình ảnh cho thấy dòng nước lũ đang cuồn cuộn tàn phá và nuốt trôi tài sản của người dân. Khoảng 12.000 người dân trong thành phố đã phải sơ tán lên vùng cao hơn để giữ an toàn bởi với tình hình như hiện nay trời vẫn mưa, chưa có dấu hiệu dừng lại và đang còn tiếp diễn phức tạp trong mấy ngày tới. Chính vì thế, công tác cứu trợ tại khu vực này xảy ra thảm họa đang gặp vấn đề vô cùng khó khăn. Các nhân viên cứu hộ dùng xuồng cỡ lớn và cố gắng đưa những nạn nhân đang mắc kẹt trên mái nhà và các tòa nhà cao tầng khác. Cho đến sáng nay, chưa có con số thống kê nào được báo cáo thiệt hại về người. Theo đó, tại thị trấn Lưu Bá, nằm bên cạnh thị trấn Hán Trung cũng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt tương tự. Nước lũ cuồn cuộn tràn xuống qua các con phố có độ dốc cao đã cuốn trôi hàng trăm chiếc ô tô chất thành đống tại một ngã tư, cuốn toàn bộ mọi thứ trên vỉa hè và bất cứ thứ gì có mặt trên đường đi của nó. Trước sự bàng hoàng và run sợ của người dân đang quan sát từ cửa sổ tầng trên của một tòa nhà cao tầng. Hiện vẫn chưa có ước tính chính xác về con số thiệt hại, nhưng theo các giới chức tại địa phương, tổng thiệt hại là không hề nhỏ. Các hình ảnh về lũ lụt cũng được đài truyền hình địa phương đưa tin. Thời điểm hiện tại, nỗi lo lắng lớn nhất của các cư dân sinh sống tại khu vực hạ lưu sông Dương Tử đều đang hướng về con đập Tam Hiệp. Với tần suất cao kỷ lục của lượng mưa lũ trong mấy ngày qua từ các con sông đang đổ về con đập lớn nhất thế giới ngày một tăng cao, việc khiến cho con đập quá tải và phải đối mặt với nguy cơ bị vỡ lúc nào là điều khiến cho người dân đang hoang mang. Bởi một khi lượng nước mưa kéo dài và tập trung dồn về hồ chứa Tam Hiệp, việc bị vỡ là khó tránh khỏi. Đập Tam Hiệp dù có bền bỉ tới đâu cũng không chịu được một lượng nước khổng lồ ngày đêm tràn xuống và phá vỡ kết cấu của con đập. Có thể nhiều người không cảm nhận được mối nguy hiểm và sự bất an này, nhưng nếu chúng ta xây thêm một con đập khổng lồ với lượng nước hàng triệu mét khối mỗi giây, chắc chắn chúng ta sẽ có đồng cảm với sự hoang mang và lo sợ của những người dân sinh sống tại khu vực với hạ lưu con đập Tam Hiệp. Trong suốt từ đầu tháng 4 tới nay, băng tan tại phía Tây bồi thêm các trận mưa lớn liên tục kéo dài gây ra các trận lũ lụt tại Trung Quốc đã khiến hàng ngàn người thiệt mạng hoặc mất tích. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc đẩy lượng nước lũ đổ về sông Dương Tử ngày một tăng cao và trực tiếp uy hiếp đến cuộc sống của người dân trong mùa mưa lũ năm nay. Vào sáng ngày hôm nay, theo Trung tâm Khí tượng và Dự báo Thời tiết của Trung Quốc cho biết, các trận mưa lớn sẽ tiếp tục diễn ra tại các tỉnh An Huy, Hồ Nam, Hồ Bắc và Giang Tây. Cần đề phòng có thể có một trận lụt đáng sợ hơn nữa sẽ xảy ra. Do lượng mưa lớn không ngừng tiếp tục gây áp lực lên con đập Tam Hiệp ở trên thượng nguồn của sông Dương Tử thuộc thành phố Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc, theo Tân Hoa Xã đã dự báo tốc độ dòng chảy trong hồ chứa phía sau đập đạt kỷ lục trong năm ở mức cao kỷ lục 82.000 mét khối mỗi giây. Các đoạn đê của con sông Dương Tử, Hồ Bắc và các nơi khác đã bị vỡ do dòng lũ liên tục diễn ra. Chính quyền các tỉnh xin hỗ trợ vốn từ chính quyền Trung ương Trung Quốc và buộc phải dùng các máy bay trực thăng để thả đá vào chỗ đê vỡ nhằm ngăn cản lượng nước tràn qua, đồng thời đặt hàng triệu bao cát vào các chỗ đê bị nứt. Có nơi dòng nước lũ đã dâng cao, vượt mức tầm cửa sổ tầng 1 của các ngôi nhà ở thị trấn trong khu vực, gây ra ngập úng toàn bộ cây trồng, hoa màu và xung quanh khu vực.
tất cả công trình và hoa màu người dân bị nước lũ nhấn chìm, thiệt hại nặng nề cho mùa thu hoạch sắp tới. Sáng nay, từ Bộ Ứng phó Khẩn cấp Trung Quốc cho biết, do lũ lụt nghiêm trọng kể từ đầu tháng 4 đến nay, bộ này buộc ra lệnh sơ tán hơn 2 triệu người dân từ 2 tỉnh đến nơi an toàn. Năm nay, khu vực bị mưa lũ hoành hành hầu hết là người dân ở miền Trung, phía Đông và phía Nam của Trung Quốc. Tổng thiệt hại sơ bộ trực tiếp do lũ lụt ước tính lên tới 29 tỷ nhân dân tệ. Bộ phận cứu hộ của Bộ Ứng phó Khẩn cấp đưa ra lời cảnh báo nguy cơ nước lũ có thể dâng cao tới 1,6 mét ở các tỉnh phía Tây Nam Trung Quốc. Theo Tân Hoa Xã đưa tin, mưa lớn đã gây ra 3 trận lở đất tại một thị trấn vùng núi Trùng Khánh thuộc khu vực thượng nguồn sông Dương Tử, đã khiến 3 người thiệt mạng và 5 người khác mất tích. Một thập kỷ trở lại đây, những trận lũ lụt đang diễn ra với tần suất dày đặc và xuất hiện ở hầu hết các khu vực các tỉnh phía Nam của Trung Quốc, đặc biệt là khu vực miền Trung và miền Nam. Vào năm nay, khu vực phía Đông Trung Quốc cũng xảy ra các trận mưa khủng khiếp và cơn bão Inva cũng đã xuất hiện hồi tháng 7 năm ngoái và cơn bão Lupit ở đầu tháng 5 năm 2022 này. Nó đã tàn phá các tỉnh thành phố phía Đông của Trung Quốc đều phải hứng chịu những thiệt hại nặng nề do cơn bão để lại. Nhưng mùa lũ năm nay còn đặc biệt nghiêm trọng và lo ngại hơn hết là tại thành phố Vũ Hán và các đô thị ở hạ lưu sông Dương Tử, nơi có hàng chục triệu người đang sinh sống. Các trận mưa xảy ra liên tục đồng nghĩa với việc gây ra lượng nước quá tải lên đập Tam Hiệp. Chính phủ Trung Quốc cho hay, việc xây dựng con đập Tam Hiệp với mục đích nhằm tạo ra điện năng và nhất là để giảm thiểu lượng lụt nghiêm trọng hàng năm tại Trung Quốc. Tuy nhiên, hiện nay trên thực tế nó lại diễn ra theo chiều hướng ngược lại. Và đây cũng là điều khiến cho giới Bắc Kinh phải đau đầu trong mấy ngày qua và năm nay càng trở nên nguy hiểm hơn mọi năm. Trong cuộc họp báo tại Bắc Kinh ngày hôm qua, Thứ trưởng Bộ Thủy lợi Trung Quốc cho rằng sẽ có lũ lụt tại các sông Hoàng Hà, sông Hoài và sông Tùng Hoa ở miền Bắc Trung Quốc trong những tháng tới. Tuy nhiên, người dân tại các khu vực này lại thiếu kinh nghiệm đối phó với thảm họa lũ lụt. Chúng ta nên chú ý nhiều hơn đến miền Bắc của Trung Quốc. Lượng mưa ở lưu vực sông Trường Giang và Thái Hồ mùa hè này sẽ cao gấp 2,5 đến 3,6 lần lượng mưa trong những năm trước. Chính quyền cần sơ tán người dân bị ảnh hưởng từ trước. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn qua điện thoại với Default Tom, người dân tại các tỉnh lũ lụt An Huy, Hồ Bắc và Giang Tây đã nói rằng quê nhà của họ gần đây đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong nước sau khi chính quyền xả nước lũ tại các sông hồ hoặc do vỡ đập. Mặc dù vậy, chính quyền không hề có phương án hỗ trợ người dân thích hợp. Theo người dân địa phương cho biết, 100 tỷ nhân dân tệ sẽ được chính phủ Trung Quốc sử dụng cho công cuộc khắc phục hậu quả do lũ lụt nghiêm trọng gây ra. Theo Tân Hoa Xã, Trung Quốc đã tổ chức cuộc họp thường vụ vào ngày hôm qua để triển khai công tác kiểm soát lũ lụt, cứu trợ và khắc phục hậu quả sau thiên tai. Kính thưa quý vị khán giả, sự kiện đội đặc nhiệm Rồng Đen Việt Nam bắt được viên tướng Trung Quốc trên dải núi Dài Sơn. Nội dung của bản tin thời sự sẽ được trình bày ngay sau đây. Thưa quý vị, những ngày gần đây, quân Trung Quốc thường xuyên dùng máy bay các loại xâm nhập vào vùng nhận dạng phòng không Adit của Đài Loan. Đây là một động thái mà Trung Quốc muốn dùng vũ lực để thống trị Đài Loan. Và nếu Trung Quốc thâu tóm được Đài Loan thì Biển Đông, Hoàng Sa và Trường Sa của Việt Nam sẽ tiến tới một bước khó khăn hơn. Việt Nam mất đi một đồng minh ủng hộ. Đài Loan sẽ viện trợ cho ta hỏa tiễn văn phong để chống lại Trung Quốc. Sau đó, đội đặc nhiệm của Việt Nam đã bí mật có mặt tại Đài Loan làm nhiệm vụ thiêng liêng. Trong một sự kiện, hai người lính đặc nhiệm Việt Nam đã bắt được viên tướng Trung Quốc trên dãy núi Sài Sơn. Sự việc làm chấn động cả nước Đài Loan và lan đi khắp thế giới. Và vào thời buổi công nghệ thông tin hiện đại như hiện nay, mọi câu chuyện có tính giật gân đại loạn như vậy, chỉ cần mấy phút sau là cả thế giới đều biết. Có rất nhiều người đang bàn ta tán vào về câu chuyện này. Việc đầu tiên cả thế giới đều biết là họ hết sức ngạc nhiên tại sao Đài Loan lại có sự xuất hiện của quân lính Việt Nam. Hơn nữa, lính Việt Nam lại hiên ngang tham gia vây bắt lính Trung Quốc trên hòn đảo mà không ngần ngại gì ở Trung Quốc trả thù về vấn đề này. Họ rất khâm phục và tự hỏi tại sao các nước như Anh Quốc, Nhật, Pháp và đồng minh của Mỹ lại không dám đưa quân đến Đài Loan ủng hộ, giúp đỡ Đài Loan giống như lính Việt Nam. Ngay sau đó, họ mới tìm hiểu được và biết rằng lính Việt Nam đã đến Đài Loan từ hơn một năm qua theo sự thỏa thuận của hai nhà nước. Đơn giản là nó giống như sự xuất hiện của lính Trung Quốc tại Campuchia. Có một điều khác biệt là lính Việt Nam sang Đài Loan gần như theo kiểu lao động được nhập quốc tịch Đài Loan sau 2 năm đó, nếu không vi phạm luật pháp. Đây là điều khác biệt với những hợp tác quân sự giữa Mỹ và Nhật hoặc với các nước khác. Một điều ngạc nhiên khác nữa, thế giới không hiểu tại sao viên tướng Trung Quốc không dám chống trả hai người lính Việt Nam trong khi bên mình lại có mang theo súng. Vấn đề này như chúng tôi đã đưa tin vào các bản tin trước, viên tướng này nằm đó chờ cơ hội để trốn về lại Trung Quốc. Hắn ta đủ thông minh để biết rằng khi đến Việt Nam nổ súng thì ít sau đó có hàng ngàn quân lính gần đó sẽ có mặt. Hắn làm sao chống đỡ nổi 300 lính Việt Nam, 1.000 lính Đài Loan, đầu hàng chính là cơ hội sống sót. Đài Loan có bắt được hắn cũng không dám sát hại, mà trước sau gì cũng phải trao trả lại. Hắn ta tự tin nói rõ điều này.
Khi bị bắt, hắn khai mình là thiếu tướng quân báo quân đoàn 5, người Trung Quốc đang bao vây khắp hòn đảo và chỉ chờ cơ hội thuận lợi là ra tay sát hại một viên tướng. Có cách nào tự trước lấy chiến tranh hay nói cách khác sập bẫy người Trung Quốc? Chính vì vậy mà khi đến căn cứ quân sự ở Cao Hùng, hắn cười tươi như hoa, không ai nghĩ rằng hắn ta đang làm tù binh. Ngay sau khi viên tướng này bị bắt, phía Trung Quốc lập tức nhận được nguồn thông tin và đài báo của Trung Quốc thay nhau lên tiếng yêu cầu Đài Loan trao trả viên tướng này về nước. Vương Liêu chính là tên của viên tướng này được báo chí Trung Quốc nhắc đến. Vì câu chuyện này mà chuyện của tướng Lưu Bá Khanh chạy trốn sang Đài Loan bỗng bị chìm hẳn đi. Về phía Đài Loan, một số tờ báo cũng đưa ra lời bình luận về câu chuyện này. Cơ bản họ đã đưa ra nhận định cá nhân theo quan điểm của họ chứ không dám đại diện cho người Đài Loan hay bất kỳ tổ chức nào. Tờ Ban Quản Chu đưa tin phía Trung Quốc đòi hỏi người về nước và tướng Vương Liêu cũng tự tin Đài Loan không dám giữ ông ta quá 3 ngày. Tuy nhiên, đất nước nào cũng có luật pháp riêng, tướng Vương Liêu xâm nhập bất hợp pháp vào Đài Loan, hơn nữa còn ám sát bà Thái Anh Văn. Bởi vậy, ông ta sẽ bị giam giữ ít nhất 2 lệnh để điều tra mới. Mỗi một lệnh này sẽ là 4 tháng và cuối cùng sẽ bị đưa ra tòa xét xử. Căn cứ vào những tội trên thì ít nhất tướng Vương Liêu cũng bị phạt tù từ 15 đến 20 năm tù. Như vậy, chiến sự tại Đài Loan và Trung Quốc có thể bùng nổ sớm hơn vì viên tướng này. Chắc chắn bà Thái Anh Văn sẽ không chấp nhận thả người và Trung Quốc sẽ lấy cớ đó để tấn công nhanh. Hiện tại, trong mấy ngày vừa qua, tình hình eo biển Đài Loan căng thẳng tăng mạnh. Sự kiện thiếu tướng Lưu Bá Khanh chống mệnh lệnh trốn sang Đài Loan kéo theo cả gia đình tỉnh trưởng thành phố Bắc Hải đã khiến cho Tập Cận Bình nổi giận. Tuy nhiên, nhiều nguồn tin nói rằng hai gia đình này sẽ nhanh chóng được Mỹ chấp nhận xin tị nạn và rời Đài Loan rất nhanh vì họ có nguy cơ bị đe dọa về tính mạng. Phía Trung Quốc đã cố gắng hết sức có thể, nhưng họ không đạt được mục đích. Tập Cận Bình đã động đến Đài Loan, bây giờ động đến Mỹ và các nước đồng minh. Tuy nhiên, dù Tập Cận Bình muốn dừng lại cũng không được, bởi nếu hắn không rút lui, chắc chắn sẽ có một cuộc đảo chính trong nội các Trung Nam Hải. Đã quá 3 lần Tập Cận Bình hoãn binh vì nhiều lý do, nhưng lý do cơ bản chính là hai đứa con gái cưng của hắn ở tại Đài Loan. Lãnh đạo sinh viên biểu tình chống lại chính cha ruột của mình, nếu ông ta phát động chiến tranh, đồng nghĩa hắn đã tự giết hai đứa con gái của mình. Nhiều nguồn tin cũng tin rằng bà Bành Lệ Viện, vợ cũ của ông Tập Cận Bình cũng đã chuẩn bị từ Việt Nam bay sang Đài Loan ủng hộ con gái và bà Thái Anh Văn. Dù mỗi người một ngả nhưng Tập Cận Bình vẫn còn sợi dây ràng buộc là đứa con gái chung. Bởi vậy, ít nhiều hắn ta cũng bị dao động bởi sự chống trả cả từ những người thân của hắn. Bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình ngày hôm nay của Tin Mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!